Anh ơi, xe mình nó không chịu nổ máy, chắc là bộ chế hòa khí bị vô nước rồi. Em biết bộ chế hòa khí ở đâu hả? Biết chứ, trong xe chứ đâu. Được rồi, vậy giờ xe đang ở đâu? Dưới sông. What? Mèo cưng của anh, tối nay sang nhà anh nhé. Anh sẽ mua một chai vang thật ngon, căn hộ đã sẵn sàng chỉ chờ em tới thôi. Nghe hứa hẹn đấy, nhưng Lisa ra ngoài rồi, tôi là bố nó. Nếu cậu vẫn giữ đề nghị ấy thì tôi sang ngay. Nhưng đừng mua rượu, mua bia đi, mèo. Thành phố Hồ Chí Minh, mèo Suối Tiên với khuôn mặt hân hoan rạng rỡ chào đón năm mới 2023. Những ánh mắt thất thần, những nụ cười ngớ ngẩn. Mèo này ở Bình Dương đúng không? Lú luôn, bắt quả tang một người đàn ông đi chôm nắp quan tài ở nghĩa trang về bán cho chủ xưởng gỗ để làm bàn, ghế, giường giá siêu rẻ. Nani? Bảo sao tối nào cũng nghe có người trong nhà gõ cửa. Tối hiện về bảo, trả nắp lại cho tao. Hả? Tối ngủ mở mắt ra kiểu ui sợ quá phải ban nó thôi. Mọi người thấy sợ chứ thật ra dân trong nghề thấy rất bình thường, vì bàn ghế đó họ có ngồi đâu. À thế à? Bộ bàn ghế trông thật sự có hồn. Ôi trời ơi! Bật nắp quan tài hôn em lần cuối. Nằm giường này mát lạnh quanh năm. Quê tôi lấy gỗ quan tài đã bốc mả làm cầu qua sông, mỗi lần đi qua nín thở luôn. Trước cứ Tết đến, hai anh em lại phụ bố mẹ dọn bộ bàn ghế rồng phượng trong ấm ức. Mấy năm nay, hai anh em đi học, đi làm xa nhà gần Tết mới về, và thế là bố mày mới mua năm nay. Thế bộ cũ đâu rồi ạ? Vứt đi rồi, không ai dọn được. Khỏe cả người. Con cháu trong nhà, nhìn thấy bộ bàn ghế là hoa mắt chóng mặt, xỉu ngang xỉu dọc. Bất vô kho, bọc cẩn thận rồi, khi nào con về lại mang ra xài tiếp. Chắc bây giờ con gái mà đi ra mắt nhà người yêu nên để xem bộ bàn ghế nó như nào rồi suy nghĩ tiếp. Quá chuẩn luôn. Nhờ vẻ ngoài dễ mến, sáng sủa, thanh niên U40 này liên tục rủ bạn gái quen qua game 2K9 đi tâm sự ở các nhà nghỉ từ Tây Ninh tới thành phố Hồ Chí Minh. Tôi năm nay hơn 70 tuổi mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà nó như thế này cả. Vẻ đẹp nghiêng thùng đổ rác. Châu già thích gặm cỏ non, trẻ con thích chơi đồ cổ, vâng vẻ ngoài rất dễ mến. Gái này chắc có vấn đề về mắt. Cháu lòng giá sao đó bạn? Cháu ăn liền một suất 700k, còn cháu ăn lâu xuyên đêm thì 1,5 triệu ạ. What the hell? Cháu lòng đặc biệt lòng xe khít. Wow. Cháu xuyên đêm chỗ mình có 200k. Cháu nấu 60 năm về trước à. Cháu này chắc nấu với màu gà rồi. What? Đắt quá, chỗ em có 15k một phần mà chị bán kiểu gì vậy? Kiểu gì? Có thể bạn không biết, nếu tối nay đội tuyển Việt Nam hòa với tỷ số 1-1 thì Indonesia sẽ là đội giành chiến thắng. Khả năng Indonesia thua vì đá trên sân ruộng không quen. Hay là ra ngoài ruộng gần nhà tao đá ngon hơn sân Mỹ Đình đấy. Bạn nói nghiêm túc, đéo đùa đâu. Ruộng nhà bạn nên được nhà nước công nhận là sân vận động quốc gia.
khả năng Indo sẽ thua vì không đủ thời gian nghiên cứu mặt sân đình thôn. Hà Nội, một nhà dân đấu trộm nước sạch sông Đà gần 14 năm mới bị phát hiện, số tiền phải đóng có thể lên đến 1 tỷ đồng. Tiền vào như nước sông Đà, tiền ra nhỏ giọt 1 tỷ 200. 2K5 lúc này kiểu người lái đò sông Đà. À đâu. Nhanh trí ra sông Đà múc nước về trả lại cho công ty. Tính ra một tháng khoảng 6 triệu tiền nước, nhà này nuôi thủy thần à, đời cha ăn trộm đời con trả tiền nước. Đi đọc bài đầy đủ đi bác ạ, một đường ống nhưng nối ra nhiều nhà cho thuê chứ không phải một nhà dùng đâu. Ôi giời ơi. Số 17 Hồ Tùng Mậu mời ra ngõ nghe lãnh đạo chúc Tết ạ, chúc anh chị năm mới tiền vô như nước sông Đà, tiền ra nhỏ giọt chỉ là tỏi hai. Oh my god. Ăn quả nhớ kẻ trồng cây, ăn trộm lâu ngày trả một tỏi hai. Đang uống bạn tôi đòi vào buồng nằm võng. What the hell? Gặp mấy ông say rượu khác vào tè mẹ lên người, xong ra bảo nhà vệ sinh quán này xịn vãi lều, thả cả cá coi vào bồn tè. What? Ở một diễn biến khác, sếp ơi, có chuyện rồi. Sao, có chuyện gì? Khách đi ỉa ở quán mình. Thì có sao đâu. Nani? Khách có lòng tốt bón phân cho cây hộ chủ quán còn gì nữa. Nhiều hôm rõ ràng là đéo say, thế mà vào nhà vệ sinh quán lắp 3 cái bồn cầu một góc không biết nôn vào cái nào. Vừa zin như sinh ra là để dành cho nhau ấy. Đang mơ được đắm mình trong hồ bia, vẫy vùng trong bể rượu. Wow. Mẹ ơi, lắp mãi cái quạt nó không vào, làm thế nào bây giờ mẹ yêu? Hiểu tầm quan trọng của việc có chồng chưa, tao cũng không biết nắp, đừng hỏi. Hôm qua tớ gửi cho mấy đứa bạn thân tin, tao làm mất điện thoại rồi, làm ơn gọi điện đến gấp, cảm ơn, gần như mọi người gọi lại ngay lập tức, đúng là đám bạn thân này chẳng được thông minh cho lắm. Còn cái điện thoại thì sao, tìm được chưa? Kết luận của mình lại một lần nữa được chứng minh. Mẹ đâu rồi? Đang từ siêu thị về nè, sao vậy con? Hai mẹ con mình cùng đi siêu thị mà mẹ. Chết rồi, đợi đấy, mẹ quay lại ngay. Like, đăng ký kênh và nhấn chuông thông báo để không bỏ lỡ video nào từ kênh nhé. Cảm ơn các bạn đã xem hết video.